Hôm nay mình bỏ mấy đứa nhỏ ở nhà tầm 4 tiếng mấy. Bây giờ mình sẽ về để xem thử coi tụi nó như thế nào nha. Nồng nóng không muốn đi dịp nhạc coi tụi nó quá. Rồi, tới nhà rồi mọi người ơi. Coi thử coi. Trời ơi, cái nhà đó vui rồi. Ôi. Xíu xíu nè. Ủa, đây. Cái em bé đâu rồi? Em bé của tôi đâu rồi? Xíu xíu. Mọi người biết sao mình để đồ vậy không? Mình chặn đấy tụi nó không có chạy ra được á. Nè, đó. Trời ơi, bốn cục cưng của tôi. Bốn cục cưng của tôi vậy trời. Dạy cho uống sữa này nha. Thường quá. Ôi, đụng như thói cái đó. Thường rồi, thường rồi. Ôi trời. Nhớ mẹ em con, đi có 4 tiếng là về cái hả? Trời ơi, con nó nháo nhào kìa mọi người. Thôi, mình làm sữa cho nó uống thôi. Hồi nãy giờ chắc ở nhà yên lặng quá, nó là cũng ngủ hết trơn á. Ơi. Đó mình để cái biến này là ý đồ hết nha. Nó ngã lên đây nó không bị đau. Thương quá nè. Sao con về con mừng hả? Con mừng hay con đốn sữa? Con mừng hay con đổ sữa? Trời ơi, sao mà bò xuống đây được hay vậy ta? Coi mắt bạn khỏe chưa nè. Nè nó nhổ thuốc mấy ngày rồi mọi người, coi mắt nó khỏe chưa? Sao mệt vậy ta? Hình như là khỏe hơn rồi đó, bớt trắng hay sao? Thôi, mình tắt cái điện thoại để mình làm sữa, mình cho tụi nhỏ uống thôi, tội nghiệp quá. Thôi dậy hết rồi kìa. Nó dậy nó nháo nhào hết rồi kìa. Mày vô đi con. Cái thằng này nữa. Thương quá. Đi gấp xíu mà về. Trời ơi, đi gấp xíu mà về mắt rướng lệ. Thôi được rồi. Làm được ăn cho tụi nó ăn thôi. Thương quá. Bỏ nó đi nguyên ngày xong về cái giờ nó sung ghê luôn mọi người. Mỗi lần thấy tôi quay clip là chạy lại. Cái thằng nhóc này. Đó, xíu đang gặm gì vậy ta ơi. Xíu đang gặm gì vậy ta ơi. Đang đào gặm gì vậy ta. Hồi nãy giờ mình đi từ sáng đó. Mình đi có 4 tiếng mấy à. Về cái cho mấy đứa nhỏ ăn uống hết rồi. Ủa, ấu nữa chứ. Ấu nữa. Rồi này xíu nó có sức sống lại nè. Mấy hôm nay không có cho con bú cho nên giờ nó bắt đầu nó trở lại xíu của ngày xưa rồi nè. Xíu vui vẻ. Còn hồi lần cho con bú thì nó hay cứ ị ạch. Lại xíu của ngày xưa. Hello mọi người. Mình mới vừa phát hiện ra trời ơi mấy đứa con của con xíu nó bự bằng khủng long xanh rồi mọi người. Mọi người biết tụi nó bao nhiêu ngày tuổi chưa? Nó mới có 19 ngày thôi, có nghĩa là nó chưa được 3 tuần tuổi nữa, là chưa tới 1 tháng tuổi luôn á. Đó, chưa tới 3 tuần tuổi mà nó bự bằng khủng long xanh. Trong khi là hồi xưa, lúc mình đem bé xíu về, lúc đó bé xíu được 1 tháng rưỡi mà bé xíu nó bằng khủng long xanh. Vậy có nghĩa là trời ơi, vậy là ba khứa này. Cái này là cái gen của thằng siêu chắc luôn. Tại vì thằng siêu cái gen đó là gen người tại người to á. Trời ơi, gì đâu mà hả? Mới có chưa tới 3 tuần tuổi mà đã bự con khủng long xanh. Trong khi mẹ nó ngày xưa là 1 tháng rưỡi mới bự con khủng long xanh. Trời ơi, chắc mình đi cưng mấy con này chắc nó nặng ký hơn lúc mẹ nó còn nhỏ quá. Bởi vậy mấy cái khứa này mà cho con xíu xuống cho nó bú là tiêu luôn á. Nó nút kinh khủng luôn. Trời ơi, thương quá, nó ngủ rồi. Coi nó ngủ rồi. Đó, trời ơi, bằng khủng long xanh này thấy ghét không mọi người. Mình vừa mới mua cho mấy đứa nhỏ đó nè mọi người. Trời ơi, ngày nào cũng phải tốn tiền mua đồ cho nó chứ. Cái gì đây nè? I quit. Ủa? À, cái này là cái đồ lau mắt nhỏ vệ sinh tay. Đây là đồ lau mắt với nhỏ vệ sinh tay. Cái này mình order cũng lâu á, cũng là 2 tuần mới về hàng á. À, còn một đơn hàng nữa mình gửi với Lê Tân là chưa kịp lấy luôn. Thôi để mình xuống lấy luôn rồi soi cho mọi người xem là cái gì nha. Đây nè mọi người ơi, đây là đơn thứ hai. Hay siêu mọi người, shipper gửi hàng liên tục luôn. Mà tặng mua cho mấy con chó nha mình không ơi. Mua cho nó mấy cái men tiêu hóa với là thuốc bổ nè. Mình sẽ đi ra mình soi cho mọi người xem nha. Nên tới rồi nè mọi người. Đây là đơn thứ hai nè. Cái này là cái gì á? Công dụng là để bổ sung mấy cái vitamin rồi để chắc khỏe
người rồi ít rụng lông rồi ăn mau ngoan gì đó đây nè. Cung cấp vitamin khoáng chất nè, phát triển ổn định khung xương, tránh còi mượt lông, phòng ngừa các chứng rụng lông, giúp nhanh tăng trọng, nâng cao sức đề kháng, bệnh tật, chống stress, bồi bổ vật nuôi, nhanh hồi phục sau quá trình điều trị bệnh. Có thể sử dụng thường xuyên, không ảnh hưởng chức năng thận. Đó. Thì cái cách dùng nó là trộn 3-5 gram sản phẩm vào mỗi bữa ăn, sử dụng suốt quá trình nuôi. Rồi cái này là, đó thì cái này mình mua cho con xíu xiu với lại mấy đứa nhỏ nó ăn ha. Rồi cái bịch này là cái bịch men, cái này là cái hũ men tiêu hóa nè, Biolus. Rồi cái này là giúp cho nó đường ruột quá, tại vì nó uống sữa ngoài nhiều quá nó cũng sẽ bị phân nó hơi bị lỏng chút xíu, cho nên mình mua để mình bổ sung cho mấy con chó. Thì mấy sản phẩm này là lần đầu tiên mình xài luôn, mình cũng không biết là hiệu quả hay không nữa, nhưng mà nhiều người giới thiệu nên mình mua vậy thôi. Khi nào mình xài xong có kết quả thì mình sẽ báo mọi người nha. Vậy là hôm nay mình đã mua cho tụi nhỏ như đây món này: vệ sinh tay, vệ sinh mắt, men tiêu hóa, bột dinh dưỡng đó, mấy cái này. Giờ mình sẽ pha sữa cho mấy cháu con, là mình pha hai cái này vô cho nó uống. Bây giờ mình sẽ bỏ cái men tiêu hóa này vào trong cái chén sữa nè mọi người. Mình mới vừa pha cái chén sữa xong. Đây. Thì cái nước, lúc mình pha đó mình đừng có lấy cái nước nóng quá nha mọi người, ít thôi. Cái này là khoảng 1 gram, mình bỏ tầm 1 gram thôi cho mấy con chó con. 1 gram. Đó, nhỏ xíu thôi. Cái này là giúp cho cái đường ruột của nó đó không có bị tiêu chảy nè. Đó. Rồi là một cái loại này. Tiếp theo là mình sẽ bỏ thêm cái bịch này. Nè, cái này cũng tầm 1 gram thôi, mình lấy cái này 1 gram mình bỏ chung cho nó uống. Cái loại này bột nó màu vàng nè mọi người. Hạt bên trong của nó nè. Hạt rất là tơi luôn, mọi người thấy được cái bột của nó không? Đó, như hạt cát vậy đó, mà nó to hơn hạt cát nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái này vô luôn. Cái này là mình sẽ bỏ cũng như vậy, cũng 1 gram giống như hồi nãy. Thì cái tầm cái muỗng này là nó khoảng 2-3 gram, thì mình bỏ 1 gram vào gần một nửa muỗng như thế này. Đó. Ui, đổ ra ngoài. Cầm một tay quay điện thoại, một tay làm hơi bị khó. Hết rồi, cho thêm xíu nữa. Rồi. Ok, vậy là đủ rồi. Mới uống mà đừng uống nhiều quá, để mình xem thử coi nó có hợp hay không đã. Rồi mình hợp thì mình sẽ uống tiếp. Thì cái nước này là nãy giờ mình để nó cũng không có nóng lắm này, nên nó ra nguội bớt rồi. Thì mình pha cái vị này vô, biết nó có chịu uống không nữa. Bình thường uống có vị sữa ok rồi, nay nó pha cái vị này hơi lạ nè. Sau khi mà quậy đều xong hết thì mình sẽ dùng cái ống tiêm để mình bơm vào cái bình sữa. Lúc hồi trước mình đổ vô bằng cái đũa này nè thì nó đổ vô được. Nhưng mà bây giờ đổ vào cái đũa thì nước nó nhiều quá, nó tràn bên ngoài, sữa đổ bên ngoài nhiều thành ra nó dơ. Rồi ok, nó đã đều hết rồi. Ui. Bây giờ mình sẽ lấy cái ống tiêm này nè mọi người, mình tiêm nó lên. Kiểu như mình lấy sữa mình bỏ vô trong cái bình đó. Mình sẽ lấy sữa mình đổ cho trong bình này cho nó gọn, nó không có bị đổ ra ngoài luôn. Đó, thì cứ làm vậy cho nó đầy là xong, khoảng vài nhát thôi là đầy rồi. Bây giờ mình sẽ làm sữa cho mấy đứa nhỏ bú đây, bye bye mọi người nha. Mình vừa cho mấy đứa nhỏ bú xong rồi, bây giờ đến được bé xíu nó uống. Đó. Cái này là cái tấm mà mỗi lần mà cho mấy đứa nhỏ uống sữa là phải cho ra cho nó đi vệ sinh ngoài đây nè. Bây giờ hài tí mình dọn. Mấy em bé vừa uống sữa xong, uống sạch cái bình luôn á mọi người. Pha cái bình nhà này pha đầy lắm, giờ tụi nó uống sạch luôn, không còn chút xíu nào hết trơn. Rồi sau đó mình pha sữa cho bé xíu nó uống. Sữa có xíu thì mình bỏ hơi bị nhiều vitamin với lại cái men tiêu hóa nè, cho nên màu nó hơi đậm, nó vàng rồi. Uống đi con. Đó, cho bé xíu xuống xong, uống xong thì sẽ cho bé xíu ra nó uống. Xíu đi nằm buồn đời kìa. Trời ơi, đã cho uống sữa rồi mà bà còn đi bú bậy bạ. Uống sữa xong nôi, ngủ hết đi con. Xíu uống sữa nữa đi con, nè. Uống nhanh lên. Sáng giờ con ít lắm, giờ con phải uống cho có chất vô nhanh lên. Ngoan. Uống xong nó nôi nè mọi người. Hồi lần á, mọi người hay thích cái bé mà đi ra ở một mình nè. Cái đứa là tách riêng ra mình nè. Mình vừa cho nó về lại cái ổ trong đây thì là ba đứa nó lại nằm chụm với nhau. Còn lại có thằng Khứa này là nó suốt ngày không biết sao, nó cứ đi ra kia nằm mình nó thôi à.
nằm bên cái ổ kia nhỏ thì bốn đứa nằm chụm lại với nhau nha. Còn qua đây á là nó nè, nó tự một mình một cõi qua để nằm chơi mình á. Không phải là nó yếu hay là gì hết trơn, nó rất là khỏe, nó bình thường hết, nhưng mà nó thích kiểu đó, nó thích nằm mình, nó không biết sao. Trời, muốn giúp em cái ghê, thấy em cô đơn quá. À. Trời, thương quá, trời. Ôi, sao con? Trời ơi. Trời ơi, cưng quá. Ừ, thương em nha, sao tụi em ngủ mình vậy, em không ngủ chung với anh chị em. Ừ, con kỳ thị mấy đứa đó hả? Sao vậy con? Nết thằng này nó ngộ lắm. Nè, đó, cái thằng đó có vằn trắng nè, nết nó ngộ lắm. Hồi xưa là nó bị sặc sữa nên nó hay yếu, nhưng mà bây giờ nó hết rồi. Giờ nó uống sữa mạnh mẽ lắm rồi. Mà nó vẫn thích nằm ngủ mình vậy đó. Người ta kêu là những người thành công hay có con đường riêng là vậy hả em? Thấy em? Là em có con đường đi riêng của em hả? Mặt cưng quá trời luôn ạ. Thôi cho xuống nó ngủ tiếp nha, để mình còn đi công chuyện nữa. Ôi, cái điện thoại sao nó mờ quá vậy ta. Để kéo cánh thấm ra lại. Rồi, ngồi đây cho em đi ngủ đi. Rồi mình đi. Rồi, ba đứa này cưng lúc nào nó cũng chơi chung nhau, nó cũng nằm góc chung nhau hết trơn. Thương quá. Nhìn đứa nào cũng thấy thương hết trơn. Mà kêu mình gả đi, không biết sao mà nở lòng nào mà gả tụi nó đi cho người khác nữa. Đó. Chọc ảnh cái anh dậy rồi đó. Ui, đi đâu rồi? Rồi mẹ nó ra nè. Anh chọc mấy đứa nhỏ cái mẹ nó ra. Ôi, mẹ nó ra đứng ngó nè. Từ hồi mà có mấy đứa nhỏ nhà nhiều chó bắt đầu là hơi bừa bộn lắm đúng mọi người. Mình không có dọn kịp luôn á. Thôi, quay cho mọi người xem tụi nó vậy thôi. Giờ mình sẽ đi công việc đây. Bye bye mọi người nha. Rồi cứ lo lên làm việc hay là làm cái gì đó, quay qua ngồi ngắm mấy con cá con, thấy thương ghê không? Nhìn tụi nó mà không có bị stress luôn mọi người. Kiểu như ngắm tụi nó xong cảm thấy vui vẻ yêu đời lạ thường. Ôi đó. Mình phải nói nhỏ thôi. Nó lớn quá tụi nó nghe nó dậy. Cái con này giờ nó mở lỗ tai nó thính lắm rồi. Trời ơi cưng quá đi. Cha mà chưa nghĩ như vậy. Tại sao tạo hóa lại tạo ra được mấy con chó dễ thương như vậy không biết nữa. Thôi chắc mình phải cúp thôi, chứ mình quay clip cái nó nghe tiếng nó dậy mọi người. Đó, mình chỉ show cho mọi người xem mấy phút tụi nó ngủ dễ thương vậy thôi. Trời, tới lúc kiểm tra mấy đứa nhỏ nè mọi người. Ba anh em nằm một góc để nằm cho nó sửa ấm với nhau. Còn cái thằng khứa này thì nó tự lấy cái tả nó quấn cho người luôn. Trời ơi, tự tụi nó làm hết á, chứ chả ai đụng chạm gì hết trơn. Trời ơi, xịt dính người da quá. Mỗi lần mình cầm clip mình quay, mỗi lần mình cầm điện thoại mình quay clip là tụi nó dậy à. Thôi, ngồi dậy xong rồi cái mặt đơ luôn, ngáo luôn, nó dậy xong mặt nó ngáo luôn. Không biết chuyện gì sẽ hết. Đứa này cũng vậy nè, ngồi xong đơ luôn. Dậy xong rồi đơ hết luôn rồi. Mấy con chó con bây giờ nó lớn, nó biết chạy giỡn rồi nè mọi người. Đó, còn nó đang me để nó giỡn với nhau kìa. Ghê không? Đi đúng ghê luôn, trời ơi. Đó, nhào vô, sắp vô. Ôi, quất nhau. Nhỏ xíu mà xung dễ sợ luôn. Coi tụi nó kìa, có đi đâu túc ngoài cửa luôn kìa. Trời, bò đúng nhanh luôn mọi người. Giờ mấy đứa nhỏ nó lanh ghê không. Đây là gần 3 tuần tuổi 2 ngày rồi đó. Ý. Còn mấy con nhóc này đang giỡn, đang cắn nhau kìa. Dí cắn nhau đúng xung luôn. Cưng thiệt chứ. Một xíu nó phải đi coi hết đứa này tới đứa kia, nó đâu có dám ngó lơ ai đâu. Nó để ý con nó bên này, xong nó thấy bên này quậy cái là chạy qua coi. Ừ,
đó, người ta biết nghe rồi, người ta biết nghe biết chạy lại rồi. Ủa chưa quá à. Thằng kia nó lơ mình kìa. Trời ơi. Ừ. Qua đây con. Cái thằng sĩ nó tách bẫy đi xa quá, làm xíu nó phải chạy ra đó. Để nó chăm kìa. Xíu ơi qua đây. Con của tụi nó thì ú nung ú nừng, còn thằng ba với con mẹ thì ốm như ốm nhách bọc xương luôn. Ôi. Người ướt nhịp rồi nè. Đi tè xong dính cho người, dẫn dính hết cho người. Cho vô lên. Cho trong giường nó ngủ lại mới được. Đi con. Đi vệ sinh xong rồi phải vô ngủ lại. Mấy đứa này nó giỏi lắm. Nó không có đi vệ sinh bên ngoài. Nó không có đi vệ sinh bên trong cái chỗ nó ngủ. Nó nhịn lắm nó mới đi một miếng thôi. Nhưng mà nó xin ra ngoài đi. Đó mọi người thấy đi ngoài nhiều lắm nè. Nhưng mà mình chưa có lao nữa. Vô ngủ đi con. Đó mấy anh em vô trong ngủ đi. Chúng nó uống sữa sao giờ chưa tới giờ uống sữa. Còn tiếng nữa mới được uống sữa. Giờ đi ngủ đi hết nha. Ngáp. Trời ơi mặt đi. Thằng kia nó vẫn còn muốn ra chơi nữa kìa. Đó giỡn đó. Mọi người thấy nó giỡn ghê không. Xíu qua đây con. Trời ơi, mấy chăm con mệt quá mấy nằm luôn rồi. Thôi đâu mọi người, gần 1 giờ sáng rồi mình phải ngồi đút sữa cho cái khứa này. Cái thằng này nó cứ, mọi người nhìn nó kìa. Có thấy con chó nào mà uống sữa lười như con này không trời. Nè trong khi là ba anh chị em nó uống sữa cách đây là nửa tiếng nó uống xong hết rồi. Bây giờ tụi lăn ra tụi nó ngủ luôn rồi. Có mình thằng này, ở đó uống mà ngủ gục, xong mà dậy cũng tiếp. Uống sữa cực kỳ lười luôn trời. Nó có thấy ai mà uống sữa mà nằm như nó không. Người ta uống sữa người ta ngồi, người ta hào hứng người ta này nọ kia lắm. Đó nó uống sữa lười nè. Trời ơi nãy giờ nó uống còn chưa hết cái bình sữa nữa. Bình thường nó có chút xíu 10 lít thôi mà nó uống không hết. Tại vì giờ là uống sữa đến sức để mà sáng mai mới uống lại được. Cho nên bây giờ nó không uống nè. Tối nó dậy nó đói nó đòi uống lắm. Mấy đứa kia nó dậy theo cũng mệt lắm. Nên giờ phải ráng ép cho nó uống chút xíu. Mà mừng có nó lười nè. Trời ơi. Uống vô con. Anh lười ghê, anh uống sữa mà anh đang lành ngủ. Nè, uống sữa. Bất lực luôn. Uống đem miếng nó đi rồi đi ngủ nhanh lên con. Có thằng chó con nào mà lười uống sữa cho con này không mọi người. Nó không hẳn là lười mà nó sẽ uống rất là khí thế vào một cái thời điểm nào đó. Giống như là sau khi mình cho mấy chó con kia nó uống xong hết á, khoảng 2-3 tiếng sau thì được con này nó mới chịu uống. Nó không có thích uống chung với người ta. Không có chịu uống tập thể mà như vậy đâu có được đâu. Tại vì nãy mình cho mấy đứa kia uống là lúc 12 giờ tối. Mà con này mà nó thích uống cái kiểu đó là phải 2-3 giờ sáng nó mới chịu uống kiểu khí thế. Mà giờ đó ai đâu thích cho nó uống nữa. Nên giờ phải ráng cho nó uống lúc này. Đó, con đó kìa. Người ta không muốn uống, người ta muốn đi ngủ mà bắt uống hoài hả? Gắng uống đi con. Uống nhanh nè. Mà tối dậy đói cái con đòi sữa không ai đút cho con đâu. Chăm là chăm một lần nguyên đám chứ ai mà gánh đâu trong từng đứa mày. Thằng này hành tao quá vậy. Uống sữa đi. Tức. Hay mà tức. Thôi chắc khỏi cho uống nữa quá. Bây giờ mình phải pha sẵn bình sữa để sẵn cho nó. Bình sữa mà ngủ đi. Trời hồi lần nó nằm kế bình sữa đó, là nó bằng cả bình sữa mọi người. Này nè. Này nó gấp đôi bình sữa luôn. Này gấp đôi bình sữa luôn. Nè. Ôm bình sữa mà ngủ. Đó. Ôi không chịu. Này nó không chịu gì. Ôi sữa đổ người em rồi. Thôi. Chắc đút như đây nãy giờ cũng đủ rồi. Giờ cho nó đi ngủ thôi mọi người. Tối nó dậy nó đói đi. Nó là é cho mà coi. Ôi cái thằng này thiệt tinh nữa. Mọi người coi nè. Cái con này bây giờ nó uống sữa ngộ đời lắm.
phải nằm uống vậy mới chịu nè, còn ôm uống là không có chịu đâu nha. Đó nè, đó đó đó, rồi nằm xiên nằm vẹo nó uống. Đây nắm dưới nè con. Mình ôm nó nằm chịu uống, bây giờ nó phải nằm nhìn nó mới chịu uống nè. Mốt người ta bắt đầu bị liếm sữa rồi, đâu cần phải đút sữa nữa đâu. Ừ. Người ta đâu còn lấy bé đâu ha con ha. Đây nè mọi người, đây là cái dấu mổ mà khi mà bầu xong mổ để lấy con ra đó. Thì đây là vết mổ đẻ nè. Vết này là vừa có thẹo vừa bị thâm, rất là xấu xí luôn ha. Nhưng mà cái dấu này nó là một cái minh chứng cho sự có mặt của những đứa nhỏ chào đời. Thì thành ra nó rất là thiêng liêng. Tuy là nó không có được đẹp, không có được thẩm mỹ gì hết, nhưng mà đó, nhưng mà nhờ có cái vết này á, mà mấy đứa nhỏ nó chào đời một cách khỏe mạnh nè. Một xíu xíu chịu hy sinh bản thân của mình để cho mấy đứa nhỏ nó được chào đời. Hy sinh gạch cái bụng có xíu ra luôn. Tội nghiệp không, con gái của tôi hồi nào nó còn trắng trẻo mơn mởn, người đầy đặn phơi phới tự nhiên đâu. Cái giờ biến thành mẹ bỉm sữa sồ xề, rồi sẹo rồi thâm, đủ thứ kiểu hết trơn á đó. Thương lắm á chứ. Đâu phải chỉ có mỗi con người đâu, con chó cũng như vậy nè. Mọi người thấy không? Đó thì mình nghĩ là tất cả các loài nào cũng vậy thôi. Cứ là liên quan tới phụ nữ là đều khổ hết. Phải trải qua cửa ải sinh tử để mà thực hiện cái điều thiêng liêng mà chỉ có phụ nữ mới có thể làm được thôi. Đó chính là đẻ con. Đúng không xíu? Ừ, ừ. Nói tới bà khóa, bà cứ khoe cái bụng, bà cứ khoe cái bụng sẹo của bà ra hoài à. Bà cứ khoe cái bụng sẹo thăm của bà ra hoài mọi người ơi. Thương quá à. Có nằm tướng kìa. Tuy là đẻ gần bầy một lứa rồi đó, nhưng mà hả, tính nết của người ta vẫn còn nít lắm nha mọi người. Người ta vẫn còn trẻ trâu lắm á nha. Thấy không? Ta mới có một tuổi mấy tháng thôi. À, cái đám con nó đang ngủ nè. Còn kia là thằng Khứa Siêu. Khứa Siêu kia đâu vậy? Qua đây chơi. Kia đâu vậy Khứa Siêu? Ôi ôi, này Khứa Siêu hết đau chân rồi nha mọi người. Mọi người không cần phải lo cho em nữa nha. Em đi chơi em ngoại phá nãy giờ đó. Giờ này nó hư lắm mọi người ơi. Mình dẫn nó xuống dưới đường á, nó vừa đi vừa tè. Ý là nó không phải là nó mắc nha, nó đã đi vệ sinh ở nhà rồi, nhưng nó vẫn có muốn vậy á. Nó muốn ra đường là nó sẽ đi lên đánh dấu lãnh thổ hay sao á. Trời ơi, là mình quê muốn chết luôn. Thiệt tình á, không dám dắt nó xuống lấy đồ luôn á. Mấy bé bây giờ nó lớn rồi đó mọi người. Nó được khoảng gần 4 tuần tuổi rồi. Cuối tuần này là 4 tuần tuổi rồi. Bắt đầu biết tự uống sữa nè mọi người, đâu cần phải uống bình nữa đâu. Đó. Hay không? Tự liếm luôn. Trời ơi, giỏi quá à. Ừ. Mấy anh chị em của nó đang ngủ rồi, có mình nó dậy nó uống sữa à. Trời ơi, giỏi quá. Giỏi dữ vậy ta. Đây là lần đầu tiên mà em bé nào liếm sữa luôn mọi người. Hôm qua là có bé gái nó liếm rồi. Có cái thằng hai anh em, một trong hai anh em sinh đôi cũng liếm rồi. Hôm nay nó được em liếm nè. Thằng ba của nó ngồi nhìn chầm chầm kìa. Trời ơi, giỏi ghê không. Hôm nay biết tập ăn rồi, tập liếm sữa rồi. Vậy là hôm nay mình không cần phải cho bú nữa. Xíu ơi, qua coi con của con làm gì nè. Con có xíu đang tự uống sữa kìa. Giỏi quá à. Em bé giỏi quá à. Đâu đem bé ra coi. Uống sữa cái mặt tèm nhèm luôn. Em uống sữa cái mặt em tèm nhèm luôn. Đi chơi đi con. Đi chơi đi gì. Hồi sáng á, mình thả mấy con chó con ra đó. Nó bò nó kiếm, nó tính ăn lén đồ ăn của ba mẹ nó đó mọi người. Đồ ăn của ba mẹ nó mà nó cứ đưa miệng vô nó tính ăn. Mà cái miệng có răng đâu mà ăn không biết nữa. Trời ơi hay không. Người ta tự biết liếm sữa đó nha mọi người ơi. Biết sao mình chỉ quay có mình bé này không mọi người. Tại vì mấy anh chị em đang ngủ trong kia rồi. À trời ơi, giờ này nó lớn rồi, nó biết quắt đuôi đó mọi người. Quắt đuôi đi con.
đứa này nó không bắt đuôi như cái con nhỏ gái. Mấy gái nó gặp mình nó bắt đuôi quá giả thấp á. Đen nó cũng bắt đuôi nè. Trời ơi, biết giỡn rồi, dễ thương quá à. Nè, tôi biết giỡn rồi đó nha. Tôi biết giỡn rồi, tôi biết lạ, biết quen rồi đó. Ôi. Cái đuôi nhỏ 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 bắt đuôi kìa. Thôi đi, đi về phòng ngủ nha. Với lại mọi người đi con. Tự nhiên nè, người ta đang ngủ cái. Trời ơi. Ngủ nha. Không có lén ra nữa nghe chưa. Thương không? Trời ơi thương quá, nhìn tụi nó kìa. Giờ là hôm nay tụi nó uống sữa tự uống được rồi. Thôi, mình đi ra làm đồ ăn cho mấy con chó lớn này. Xíu xíu ra đây. Cái này ăn được con. Nè mọi người, nó mới ngủ dậy. Xong rồi nó rủ thêm thằng anh nó ra uống sữa chung. Trời ơi. Bây giờ sao ta? Tập uống sữa nha, phở bú Quỳnh đó nha. Mới vừa pha xong bình sữa nè. Nè, vô uống chung con. Đó, anh chị em đang bú kìa, con bú đi. Thương quá. Đồ ăn của ba mẹ không có ăn nè. Rồi, cái này nó hơi cao, cái chén này hơi cao. Để mình đổi cái chén khác thấp hơn. Đây nè mọi người, bây giờ mình sẽ bốn nó nhỏ ra hết rồi. Mình sẽ đổ sữa vô trong cái này, cái nắp này. Vì cái nắp này nó thấp nè, mấy chó con nó uống dễ hơn. Trời ơi, nó qua nó ăn cơm. Ê ê. Trời ơi, sao con sung quá vậy, con chưa có răng mà con qua ăn cơm của ba mẹ rồi. Bây giờ mình đổ sữa vô cho tụi nó uống nha. Trời ơi, coi kìa mà mình ảnh anh uống hết nguyên chén luôn. Ảnh còn vô đó anh nằm nữa chứ. Phê luôn ha. Mấy đứa nhỏ đang tập uống sữa nó hơi khó khăn hồi. Ôi trời ơi. Uống gì mà nó cứ chạy vô đây hoài. Nè con. Hôm nay không đút nha. Tự uống nè, tự uống coi được không nha. Nè con chú mỏ xuống uống. Liếm đi con. Tí hồi chắc phải lau hết cái người nó quá. Dơ quá trời dơ rồi. Đó. Dơ không? Trời ơi, trời ơi, coi ảnh kìa. Ba đứa kia biết uống rồi, có đứa này nó chưa biết uống lắm nè. Liếm đi con. Sao con đem, ê con đem sữa lên đầu lên cổ người ta, dơ rồi. Dơ cái đầu của em rồi. Trời ơi, tập uống sữa chơi tụi nhỏ. Phèo quá à mọi người ơi. Nó uống cái kiểu gì đâu không à. Trời ơi. Dơ hài dơ hạch rồi, rồi xong. Giờ tôi phải lấy khăn giấy ướt tôi lau người cho mấy em mới được. Quá dơ rồi. Nè con ra đây nè con, sữa đây nè, sao con muốn. Đó. Uống đi con. Sữa đây nè. Uống xong nó lòi ra nó giỡn kìa. Có đứa này nó biết ăn, nó biết uống nè. Nó biết uống sữa trước nè, nó biết liếm nè. Còn mấy đứa này chắc phải cầm bình mà đút quá. Dơ hết rồi, giờ tôi phải lau người cho mẹ mới được. Mình thấy vẫn là uống trong cái chén này nó ổn hơn mọi người, ít đổ ra ngoài. Uống trong cái miếng nãy nó dơ quá à. Nó đổ ra ngoài hoài. Nè, uống đi con. Tự chờm rồi uống đi. Ê, đừng có thọt cái chân vô. Thằng khứa kia uống thôi, đừng có thọt. Ê, trời ơi, tôi kêu uống sữa chứ không có kêu tắm sữa nha. Uống đàng hoàng. Trời, đứa này nó cứ lén qua ăn cơm của mẹ nó hoài. Thôi nha, không có được ăn cơm. Rồi đó, sữa đó uống đi. Cái ông này, ông không có chưa biết uống sữa hay sao á trời. Uống cái chén này dơ lắm con, uống cái dĩa này dơ lắm nha. Rồi mình sẽ lau người tụi nhỏ đi chứ nó dơ rồi. Hello mọi người, mình mới vừa đi mua đồ về cho xíu xíu nè. Với mấy đứa nhỏ nữa, một đống luôn. Mua cả đống này mà gần cả triệu mọi người. Tí nữa lên mình show cho mọi người xem nha. Bây giờ mình sẽ đi lên lầu đây. Đây nè mọi người, mình đang lên thang máy. Chuẩn bị show cho mọi người đồ mình mua cho tụi nhỏ nè. Mua này hơi bị nhiều luôn đó nha. Nhanh chân đi về phòng.
Tới thui luôn. Ôi trời ơi, cái lần nào tôi về tôi cũng thấy hai cái bạn kia bạn rớt ra ngoài. Ôi trời ơi, ba bạn luôn, chứ phải hai bạn nữa. Thôi ơi, đây tôi coi coi, tôi coi coi. Trời ơi, trời ơi. Thương quá vậy trời. Đâu tôi coi thử coi. Chứ là rớt ra. Ừ. Ê, từ từ. Rồi ra đi con. Đứa nào bị rớt ra ngoài vậy hả? Ôi, thương nha, mẹ thương xíu xíu nha. Ai bị ra ngoài vậy? Trời ơi, sao tôi bị ra ngoài hoài vậy ta? Rồi tôi vô trong tôi nằm đi con. Đứa nào nữa? Trời ơi, cái anh đẹp trai của tôi, anh đẹp trai của tôi thì bị rớt ra ngoài rồi. Thằng này mặt đẹp trai mọi người. Dễ thương á. Ôi, vô trong. Đâu còn đứa nào nữa? Ồ, quên con hả? Ồ, anh cũng đẹp trai không kém nha. Ồ, thôi. Chào, còn cái thằng này tôi quên thằng này luôn hả? Tôi quên cái thằng này luôn hả ta? Nè, mẹ mua cho xíu xíu quá chiều quà luôn. Quá chiều quà luôn á. Đây, đầu tiên này. Ờ, mấy cái món chip của tụi nó nè. Cái này mua vậy thôi, nhìn vậy chứ 100 ngàn. Đừng có 100 ngàn đó mọi người. Chưa khoảng 100 gram. Nó rớt ra ngoài thôi, mình cho nó ra ngoài cái tội nghiệp. Nó xin ra ngoài nè, không phải nó khóc. Nè đi ra ngoài, đi ra khúc bên đây. Bên kia ướt nhẹp mà con ơi. Đâu, mình đi qua đây. Rồi đi chơi đi, đi ra ngoài kia chơi với mẹ con đi. Rồi, tiếp theo. Treo trên giường. Rồi treo trên giường nữa. Rồi cái này là cái mấy cái gì ta? Cái súp thượng á, mà dạng súp để cho mấy đứa nhỏ nó ăn á mọi người. Mình mua cho mấy em bé, tại tụi nó chuẩn bị tập ăn dặm rồi, nó sẽ không có uống sữa nữa. Đó, mua hai loại. Một cây thịt. Một cây thịt để chút nữa làm đồ ăn cho chị cho lớn. Và tất nhiên không có nào thiếu được sữa. Đây không biết là hộp thứ mấy tụi nó uống luôn mọi người. Mọi người thấy mình đi khui sữa, thịt nó hơi bị nhiều luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ làm đồ ăn cho tụi nhỏ nha. Trời ơi, thương quá. Bò tút thằng kia khóc rồi. Cháu, trời ơi, dơ quá con ơi. Dơ quá con ơi. Con đói bụng chưa? Pha sữa cho em uống nha. Ôi, thương quá nha. Nó khóc hoài. Nó cứ là lớn quá, nó leo được, nó rớt khỏi cái đó mọi người. Mà mấy đứa này khôn được cái như nè. Nó muốn đi vệ sinh á, nó sẽ tự leo ra ngoài rồi nó đi vệ sinh ngoài đây. Chứ nó không có đi vệ sinh trong đây đâu. Cưng quá. Giờ mình làm đồ ăn cho mấy đứa nhỏ thôi. Bye bye mọi người nha. Mọi người khó, nó sinh ra kìa, trời ơi. Ôi trời ơi, trời ơi. Nhảy cầu tôi vẫn á. Té nha. Rồi xuống đi, tôi đỡ luôn nè, mệt quá. Xuống không được. Trời ơi, mấy cái đứa này thiệt tình luôn, nó lì vậy đâu mà lì quá đi thôi. Đâu kiếm chỗ nhốt tụi nó rồi. Thôi lên giường luôn, khỏi xuống nữa. Cho em lên giường luôn. Em lên giường em quậy luôn đi. Còn đứa nữa đâu? Rồi đó. Rồi lên giường quậy luôn đi, lên giường bú đi. Tưởng tượng là mình đang bú vô đi. Bú cái mền đi. Ôi. Ngồi kìa. Thương quá vậy ta. Còn đứa nữa cho ra mà nó khóc quá nè mọi người ơi. Rồi. Đó, quậy phá đi. Nhoi, cái nhà gì đó. Tôi chưa được làm đồ ăn cho mấy hai chó xíu xiu luôn mọi người. Chưa làm đồ ăn được cho ba mẹ tụi nó luôn á mà tụi nó quậy nè. Quậy quá trời à. Lên đi. Bò loạn xà ngầu, rồi lên đây nằm đi nè. Để tôi còn đi làm đồ ăn nữa. Nhanh nha, pha sữa cho em uống nữa chứ. Nè. Lúc nãy mình đổi chỗ để mà dọn vệ sinh cho tụi nhỏ mọi người. Đổi vào chỗ mới, cái nó nằm nó túm tụm nhau nè. Chỗ mới thì nó có cái quay sắt. Nó có quay lại, quay chuồng lại cho mấy đứa nhỏ nè. Xong rồi mấy đứa nhỏ nằm nó túm lại nhau tại nó lạ chỗ. Thấy thương không?
Nhưng mà bây giờ mình chuẩn bị dọn lại chỗ cũ cho nó đây, chứ thấy nó nằm không quen, thấy cũng tội nghiệp. À, mình vừa chuyển mấy bé về cái chỗ cũ của sinh nó nè mọi người. Cái chỗ này nó khá là ấm cúng nè. Đó, mình mới dọn dẹp vệ sinh lại sạch sẽ hết rồi, cho về chỗ cũ thấy tụi nó thoải mái hơn nè. Còn bên kia nó sợ quá trời luôn. Thấy thương quá. Chào buổi sáng mọi người. Trời ơi, sáng sớm nhìn cái nếp ngủ của bốn đứa kìa. Trời, thấy thương không? Nằm một cục như vậy á. Nay nó lớn rồi, nhìn rõ ràng mọi đứa nó đều có điểm khác nhau ha mọi người ha. Đứa này thì cái màu của nó màu nâu nè, màu trắng nè, màu đậm hơn nè, cái này nó nhạt hơn nè. Đó, cưng quá à. Trời, mọi người ơi, hình như nó càng ngày, nó ngủ nó càng ngày càng đè lên nhau, với lại đổi vị trí cho nhau mọi người. Rồi đè nhỏ hết thương không? Có đứa bị đè kìa. Trời ơi, mấy này tụi nó lớn rồi, nó biết mừng nè, nó biết bắt đuôi nè, nó biết tự ăn rồi đó. Người ta 4 tuần tuổi rồi, gần còn 2 ngày nữa là 4 tuần tuổi rồi. Đó đó đó. Ghét không? Nhoi dữ lắm mọi người. Mấy đứa nhỏ ngủ ở đây, rồi ba nó đây. Đó, ba đứng nó xem kìa. Nhiều chuyện không? Trời ơi, nay Siêu lại gần em bé luôn. Bình thường Siêu gặp em bé Siêu chạy trốn đánh là Dương. Thì ra tụi nó đổi vị trí liên tục là do vậy nè mọi người. Nó ẹo tới ẹo lui. Dậy rồi. Dậy xin ra đi vệ sinh thấy gì rồi nè. Mấy đứa nhỏ nó khôn lắm nha mọi người. Nó dậy á, nó muốn đi vệ sinh là nó sinh ra, chứ nó không có đi trong cái nệm. Nó không đi trong đây của nó. Đó đó, bắt đầu khóc rồi. Khóc sinh ra nè. Đó, nhỏ con gái khóc sinh ra nè. Mình cho nó ra, cho hai đi vệ sinh. Mẹ của nó nè, mẹ của nó đứng ngó nè. Ra đi vệ sinh nè con, đi vệ sinh xong vô lại nha. Rồi, đi đi. Đó, nó đang đi vệ sinh đó mọi người. Đứng im ra đi vệ sinh nè. Thấy chưa, một bãi luôn. Khôn dữ lắm. Mấy con này nó khôn nha, nó không có đi vệ sinh trong cái lều của trong cái chỗ của nó nha. Nó toàn đi bên ngoài thôi à. Xíu xuống chăm con đi nè xíu. Qua đây mẹ cho xuống. Mẹ xuống chăm em bé đi. Chăm em đi. Thôi thôi thôi, không có liếm chỗ này. Đi qua liếm em á. Đó. Giỡn. Hay mọi người thấy này nó lớn không? Nó biết giỡn với ba mẹ nó luôn rồi kìa. Rồi rồi, mấy đứa này cũng rụt rịch chạy rồi nè. Rụt rịch chạy hết trơn rồi nè. Nhảy cho ra là đi vệ sinh liền à. Thôi để cho mấy đứa nhỏ ra đi vệ sinh luôn. Nè, nghe con. Ôi. Rồi, đi vệ sinh đi rồi cho ngủ. Cái nó quậy kìa. Còn cái con trắng nó đang ngủ rồi mọi người, nên mình không bắt nó ra. Thôi có chỉ giỡn kìa, chỉ là con gái mà chỉ sung không, chỉ giỡn quá trời giỡn luôn. Sao con giỡn dữ vậy con? Con sung dữ vậy hả? Mắt của nó hai lần bị hư á mọi người, bị hư con mắt á, bị nhiễm trùng á. Nay nó chữa lành rồi nè, chữa lành mắt rồi nè. Nay khỏe mạnh rồi. Tiêu quậy dữ lắm nha, tiêu quậy dữ lắm nha bà con. Rồi, vô đi con. Ờ, còn muốn chơi mọi người ơi. Rồi nó vô nó phá người ta dậy luôn. Người ta đang ngủ mà nó vô phá người ta dậy luôn. Ơi, mấy đứa này nó không có đi tè hả, mà đứng đây dơ hết người nó. Rồi, vô con. Đi vệ sinh xong chưa? Rồi, không có đi. Đứa là nó mới xin đi. Thấy không? Mọi người thấy không? Mỗi lần đi vệ sinh xong mà không bắt nó liền nó chay nè. Chúng nó phải lao liền thôi, mà dơ hết. Đó. Cưng ghê. Nho như giỏi vậy. Trời, đứa nào mà khóc dữ vậy không biết nữa.
người ta đang ngủ mà, đang ngủ mà cô vô cô quậy người ta, xong giờ con đứng con khóc. Ai khóc? Rồi nhỏ gái khóc. Ngủ hết đi con. Sướng à, sợ cái bầy này mềm mại sướng á mọi người ơi. Dễ thương gì đâu á. Vô ngủ đi, vô trong đây ngủ cho nó mát mà con. Rồi, đi vô đó ngủ cho mát. Bà này bà đi vệ sinh xong bà vô bà ngủ luôn đi, bà đừng có quậy nữa nha. Đó. Gì vậy? Sinh ra hả? Sinh ra có đi vệ sinh không mà con sinh ra? Đi vệ sinh nha. Đi đâu vậy ta? Trời, nó không đi vệ sinh mà ra kiếm mẹ nó. Trời, đi ra kiếm mẹ nó kìa. Rồi còn người ta đang ngủ cái bàn gái này, bà chạy vô bà làm người ta. Trời ơi, bà giật lộn với người ta kìa. Coi bà con gái mà bà sung quá trời sung rồi đó. Bà con gái này nè. Cắn lộn nhau kìa mọi người, nó đè nhá cầm gần kìa. Ôi rồi con trắng nó tự nhiên gặm đồ chơi, nó gặm cái vải. Trời ơi mấy đứa này giờ nó lớn nó hài ghê á. Không có được, không có được bú vú mẹ xíu. Qua đây. Xíu kìa, nó qua đây xíu. Mọi người thấy nó uống nù không? Mấy đứa này nó uống sữa riết nó uống nù nó ha. Cưng quá trời luôn ha. Để mình qua bắt nó lại. Nó đâu mất tiêu rồi. Đi đâu hả? Đi đâu qua đó vậy trời? Không biết nó đi vệ sinh không nữa, mình đi túc qua nó. Cái thằng đó đó là cái thằng giống siêu nhất luôn mọi người. Siêu đi theo kìa. Đó, siêu đi theo kìa. Rồi rồi, tiện chui vô trong vỏ. Rồi mình bắt nó qua lại, không qua nó bị kẹt nữa. Rồi bên đây vẫn đại chiến. Bên đây vẫn là cuộc chiến không hồi kết nè. Rồi con nhỏ con gái nó kiếm chuyện hết với đứa này, nó kiếm chuyện qua đứa đây. Trời đất ơi, hay ghê. Nhưng mà đi qua bắt. Tôi đi qua tôi bắt cái bạn này lại về. Trời ơi, bạn hay. Ồ, nó đang đi phân. Oh my god. Trời ơi, con đi mà con đi túc hôm nay là sao? Xíu ơi, vô giải quyết nè con. Đi qua đây nè, nghe cái tấm không đi. Người ta lót cái tấm cho mà không chịu đi. Mình xíu đang sáng nè mọi người. Ăn thịt của mình qua. Trời ơi, còn đi nữa hả? Sao còn hoài vậy? Đi nhanh đi rồi giờ chùa ngủ nha lên. Siêu siêu quá à, siêu siêu quá. Sáng nay siêu bị ói hả con? Sáng nay siêu nhịn ăn xong siêu bị ói hả? Dữ dáng cái gì mà không chịu ăn? Cho ăn mà không chịu ăn uống gì hết á. Thêm một đứa nữa đi vệ sinh nè mọi người. Mà thằng ba của nó trốn. Hồi nãy thằng nhỏ lại gần á, chạy trốn đúng ghê luôn. Kìa coi bà xíu 300 con đó kìa. Đó. Người ta đi vệ sinh mà bà xíu đó, nó có đè ở ngoài. Mình giấu đồ ăn của mẹ nó đi xa vậy mà nó cũng ráng nó lên á. Nó hỏi cho bằng được mọi người. Giấu đúng ghê luôn mà nó vẫn đi kiếm được. Hay thiệt chứ. Đó đó đó, nó vẫn qua kiếm nè. Thả đi vệ sinh tập thể rồi đó. Thấy chưa, mấy em mỗi lần đi là một bãi một bãi. Hồi xưa nó nhỏ xíu nó còn liếm được. Ý, thấy không? Còn bây giờ tụi nó lớn rồi, đi nhiều rồi, đâu có liếm được đâu. Kìa kìa, coi mấy ảnh quậy kìa. Nhà cửa đang sạch sẽ, ra là mỗi đứa một bãi vậy đó. Nó nhẹp xong nó chay. Nó đi xong thì còn đỡ nha, mà nó còn chay nữa mọi người. Nó tự đạp lên cái tấm đó, nó nghe sạc 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 cái nó tự sủa. Trời ơi, hồi nãy mình vừa khen tụi nhỏ sao sạch sẽ, ngoan, khôn nữa đúng không mọi người. Ai mà ngờ bây giờ nhìn cái cảnh này nè. Ê, đừng có chay nữa con, đứng lên. Qua chỗ khác ngồi, không có ngồi lại chỗ nước đáy. Giờ quá đi.
Rồi cái này nấu cao hơn nữa. Thôi. Sao mà tôi cứ đè người ta ra tôi bú mà vậy hả? Kỳ cục quá vậy. Mọi người thấy mặt này dễ thương ha. Này dễ thương nhất bầy luôn, mình cảm giác vậy á. Tại cái mặt nó nhìn cưng quá à. Nè, cái mặt của nó kìa, nhìn nó như con gấu vậy đó. Chứ không phải con chó nào mà cái mặt nhìn cưng như trời. Đi vệ sinh xong hết rồi, thôi cho về chuồng. Siêu ơi, Siêu ơi, coi con của Siêu nè. Siêu ơi, Siêu, vào đây. Vào đây Siêu. Qua coi tụi nhỏ kìa, nó nhúc nhúc trên cái nệm của Siêu kìa. Cái nệm này Siêu thích lắm nè, mà giờ nó nằm nó chiếm hết rồi nè.